Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi ở Sơn Đông đã ảnh hưởng đến 14 tỉnh thành. Kính thưa quý vị, kể từ cuối tháng trước, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến 14 tỉnh Sơn Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Sơn Tây, Hà Bắc, Thiên Tân, Liêu Ninh, Cát Lâm và Vân Nam. Và lượng mưa cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Sơn Đông và lượng mưa hàng ngày ở một số khu vực như Thanh Đảo và Duy Phường đã vượt qua giá trị cực đoan. Một số danh lam thắng cảnh ở Thanh Đảo đã tạm thời đóng cửa và nhiều tuyến đường cao tốc đã thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời. Tứ Xuyên trải qua trận mưa bão khu vực thứ 3 trong năm nay, chỉ mới 2 ngày kể từ trận cuối cùng. Hơn 60.000 người đã bị ảnh hưởng, tổng cộng hơn 42.000 người đã phải chuyển đến nơi an toàn trước và không có ai chết hoặc mất tích do thiên tai. Tại 27 quận, huyện ở Trùng Khánh có mưa to đến rất to, 60 sông vừa và nhỏ lên từ 1 đến 6 mét, 3 sông vừa và nhỏ và 4 trạm vượt mức báo động 4 lần. Cát Lâm đã đưa ra một ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt. Kể từ mùa lũ, Cát Lâm đã tích lũy được tổng cộng 165mm lượng mưa, đứng đầu trong lịch sử về thời kỳ mưa. Theo bản tin của Đài quan sát khí tượng Trung ương, từ đêm qua, lượng mưa ở nước ta phát triển dần và tăng dần và lượng mưa lớn đã xảy ra từ lưu vực Tứ Xuyên đến Hoàng Hải. Theo dõi khí tượng cho thấy lưu vực Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Tây Bắc Hồ Bắc, Tây Nam và Đông Hà Nam, Nam và Đông Sơn Tây, Trung và Nam Hà Bắc, Nam Thiên Tân, Sơn Đông, Giang Tô. Mưa lớn xảy ra ở các vùng của lưu vực Tứ Xuyên, Tây Bắc, Hồ Bắc, Nam Thiểm Tây, Đông Hà Nam, Trung và Nam Sơn Đông, Bắc Giang Tô và những nơi khác. Và mưa lớn cục bộ ở Tế Ninh, Giao Giang, Rizhao, Quang Phang và những nơi khác ở Sơn Đông từ 250 đến 371,5mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa rông màu vàng vào rạng sáng nay. Theo thống kê, kể từ đêm qua, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến 14 tỉnh thành. Lưu vực Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Tây Hồ Bắc, Tây Nam và Đông Hà Nam, Bắc An Huy, Bắc Giang Tô, Bắc và Trung Sơn Tây, Đông Sơn Tây, Tây Bắc và Trung Hà Bắc, Tây Thiên Tân, Trung và Nam Liêu Ninh, Nam Cát Lâm và Tây Nam Vân Nam. Lượng mưa tích lũy tại một số khu vực như Bộ Ngoại giao là 50-150mm. Lượng mưa tích lũy ở Nam Sơn Đông và Thành Đô ở Tứ Xuyên, Giang Tân ở Trùng Khánh, Chu Khẩu và Thương Khâu ở Hà Nam và những nơi khác là 180-250mm. Và lượng mưa tích lũy cục bộ ở Tế Ninh, Giao Giang và những nơi khác ở Sơn Đông là 280-383mm. Lượng mưa hàng giờ tối đa ở các khu vực nêu trên là 50-90mm và địa phương Tế Ninh ở Sơn Đông. Thượng lưu ở Thiểm Tây, Khang Du ở Hà Bắc và Yin Yin ở Trùng Khánh là 100-125,1mm. Ngoài ra, lượng mưa tích lũy ở Đông Bắc Thanh Hải, Nam Cam Túc, Nam Ninh Hạ và ở miền Trung Nội Mông là 25-50mm và 55-91mm ở Lâm Hạ và Long Nam ở Cam Túc ở Nội Mông. Cần lưu ý rằng khu vực miền Trung và Nam Sơn Đông có mưa to, thậm chí có mưa to cục bộ, lượng mưa tích lũy trên diện rộng. Trong ngày hôm nay, khu vực Nam Sơn Đông vẫn sẽ có mưa to và lượng mưa sẽ chồng chất nên cần đề phòng thiên tai thứ cấp ở Liêu Ninh. Lượng mưa ở Cát Lâm và các nơi khác cũng sẽ phát triển và tăng lên trong ngày hôm nay, có thể có mưa to cục bộ. Công chúng cần chú ý trước sự thay đổi của điều kiện mưa và thực hiện các biện pháp phòng tránh tương ứng. Từ ngày mai, lượng mưa tổng thể sẽ suy yếu đáng kể và đợt mưa lớn này có xu hướng chấm dứt. Đến 18 giờ hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh lam đối với mưa lớn và cảnh báo màu xanh lam đối với thời tiết đối lưu mạnh. Đồng thời, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo khí tượng đối với thảm họa núi lửa màu vàng. Trong đó, thiên tai lũ lụt trên núi cục bộ có nhiều khả năng xảy ra ở phía Đông Liêu Ninh, Đông Cát Lâm, Nam Hắc Long Giang và Nam Sơn Đông cảnh báo màu vàng. Tất cả các địa phương được khuyến cáo làm tốt công tác giám sát thời gian thực, phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm, điều chuyển để tránh rủi ro.
Ngoài ra, một hệ thống giá trị thấp nhiệt đới dự kiến sẽ phát triển ở vùng biển gần Philippines. Bị ảnh hưởng bởi điều này, sẽ có gió và mưa tương đối lớn ở miền Nam Trung Quốc và vùng biển phía Nam. Lượng mưa vượt quá giá trị cực đoan vào tháng vừa qua. Lượng mưa cực lớn đã xảy ra ở Thanh Đảo, Duy Phường và những nơi khác ở Sơn Đông. Nhiều danh lam thắng cảnh đã tạm thời bị đóng cửa. Theo Trung tâm Dịch vụ Khí tượng tỉnh Sơn Đông, lượng mưa cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Sơn Đông và lượng mưa hàng ngày ở một số khu vực như Thanh Đảo và Duy Phường đã vượt quá giá trị cực đoan trong tháng qua. Nhiều cư dân mạng kháo nhau, trời mưa như thác đổ, đường thành sông phải đi đò ra đường. Sơn Đông có lượng mưa cực lớn như vậy có bình thường không? Qingdao, Gaomi và những nơi khác ở Sơn Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Qingdao đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Nhiều nơi đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, đường phố trở thành sông. Đoạn đường ở Gaomi ngập sâu nhất giữa bắp chân, một số cửa hàng bị nước mưa tràn vào. Đợt mưa hiện tại đang ảnh hưởng đến Sơn Đông và lượng mưa mạnh nhất kể từ đầu mùa lũ ở miền Bắc Trung Quốc năm nay. Yaowang, Rizhao, Wenfang, Jinning và các trận mưa lớn địa phương khác ở Sơn Đông bao gồm Gaomi ở Wenfang, Wenchang ở Jinning, Jimo, Laohan và Yingyu ở Qingdao. Lượng mưa trong khu vực đã phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử vào tháng 6. Trong số đó, lượng mưa tích lũy ở Gaomi và Wenchang trong 24 giờ đã vượt quá 200mm. Nói chung, lượng mưa lớn ở Sơn Đông tập trung vào thời kỳ 7 xuống 8 lên. Việc mưa lớn như vậy xuất hiện như vậy có bình thường không? Chi Yan, nhà phân tích khí tượng tại China Weather Network cho rằng lượng mưa ở Sơn Đông rõ ràng là đối lưu và lượng mưa lớn trong thời gian ngắn xảy ra ở nhiều nơi có khả năng gây ra các thảm họa như ngập úng đô thị. Điều đó là do trước khi lượng mưa lớn xuất hiện, Sơn Đông đang trải qua một loạt các thời tiết nhiệt độ cao, tạo điều kiện nhiệt để kích thích đối lưu mạnh. Đồng thời chịu ảnh hưởng của xoáy thuận cấp thấp và xoáy thuận bề mặt nên từ 13 giờ hôm qua đến hôm nay tiếp tục có lượng mưa lớn, cường độ mưa và thời gian mưa tương đối đáng kể, dẫn đến thiên tai ở nhiều nơi. Khu thắng cảnh Qingdao, Laohan, bãi tắm đầu tiên công viên World Expo và các danh lam thắng cảnh khác đã ban hành thông báo bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn theo yêu cầu của kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt để đảm bảo cá nhân và an toàn tài sản của khách du lịch. Họ đã quyết định tạm thời đóng cửa bắt đầu từ ngày hôm qua. Đến khoảng 7 giờ sáng nay, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Sau đó, Weibo chính thức của nền tảng dịch vụ du lịch đường cao tốc Qingdao đã đưa ra một số lời nhắc rằng sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát giao thông, lối vào trạm thu phí Wenju Shandong của đường cao tốc Shuwang trên đường cao tốc số 2 đã tạm thời bị đóng. Do thời tiết xấu, đường cao tốc Qingyin đoạn Qingdao đường Liêu Dương Đông đến ga Liêu Tinh, đường cao tốc Qingxin đường cao tốc Shanghai đoạn Qingdao, đường cao tốc Long Khánh đoạn Qingdao, đường cao tốc sân bay mới, trạm thu phí ẩn Ngọc số 2, đường cao tốc Khoan Quan Gang Chu Wang, trạm thu phí núi Linh Du và trạm thu phí Vịnh Linh San cấm ô tô chở khách trên 7 chỗ ngồi và các loại xe có hóa chất nguy hiểm đi vào đường cao tốc. Các bạn thân mến, mưa lớn tại 27 quận huyện ở Trùng Khánh khiến 60 sông vừa và nhỏ dâng từ 1 đến 6 mét. Theo thông tin từ văn phòng chính quyền thành phố Trùng Khánh, theo dõi của trạm quan trắc thủy văn thành phố, vào lúc 8 giờ sáng qua đến 8 giờ sáng nay ở phía Tây đã có mưa lớn và các phần đông bắc của Trùng Khánh. Và mưa lớn cục bộ và 27 huyện và quận khác đã trải qua những trận mưa lớn, trong đó Yubei, Shanjingba, Yangbei, Beibei, Jingjing, Chenchui, Yangchun, Bishan, Chenku, Kaiyo. Và lượng mưa lớn nhất hàng ngày xảy ra ở làng Shuyen, thị trấn Baisa, Jinjin là 213,5mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, ba con sông vừa và nhỏ và 4 trạm đã vượt cảnh báo 4 lần. Trạm Yongxing ở quận Jingyang vượt mức cảnh báo 0,18m, trạm Fushing ở sông Heishutan ở quận Beibei vượt mức cảnh báo 0,2m và trạm Yongfeng của sông Kishi ở huyện Qijiang đạt mức nước cảnh báo. Trạm Yongxin, sông Qingxin ở quận Yijiang đạt mức cao cảnh báo. Tính đến 8 giờ sáng nay, mực nước vẫn đang tăng, còn lại 60 các sông vừa và nhỏ như sông Vĩnh Xuyên, Lâm Giang và sông Weibei, Yulin đã trải qua quá trình nước dâng từ 1 đến 6 mét. Mực nước cao nhất đã vượt có mức nước cảnh báo. Dự báo từ 8 giờ sáng nay đến 8 giờ sáng mai, một số sông vừa và nhỏ ở khu vực phía Tây và Đông Bắc Trùng Khánh có thể xảy ra lũ ở các mức độ khác nhau. Các sông riêng lẻ có thể xảy ra lũ lớn.
Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra một tin tức vào lúc 9 giờ 30 phút hôm nay, dự kiến trong 12 giờ tới lượng mưa tại trạm Wucha ở quận Yangjin sẽ tăng lên đáng kể, mực nước sẽ gần với mực nước cảnh báo là 198,51m, tăng khoảng 4,5 đến 5m và đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh lam cho sông Qijiang ở quận Jinjiang và các đơn vị liên quan dọc theo sông. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra một tin tức vào lúc 11 giờ 30 phút hôm nay. Dự kiến trạm Chiyao của Puhe ở quận Qijiang sẽ có lượng nước tăng đáng kể trong 3 giờ tới và mực nước cao nhất sẽ gần với mực nước cảnh báo là 241,11m, tăng khoảng 3,5 đến 4m và đưa ra cảnh báo lũ màu xanh cho sông Puhe ở quận Qijiang. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Trùng Khánh, sau khi tham khảo ý kiến phù hợp với kế hoạch khẩn cấp cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 4 vào lúc 15 giờ 30 phút và lúc 13 giờ cùng ngày, ứng phó đã được điều chỉnh thành ứng cứu khẩn cấp cấp độ 3. Ở Tứ Xuyên, trận mưa khu vực thứ 3 trong năm nay xảy ra chỉ 2 ngày sau trận cuối cùng và hơn 60.000 người đã bị ảnh hưởng. Theo Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Tứ Xuyên, do ảnh hưởng tổng hợp của dạnh áp thấp trên cao và luồng không khí ấm và ẩm phía Tây Nam, tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua đợt thứ 3. Quy trình thời tiết mưa bão khu vực năm nay cách một khoảng ngắn so với trận mưa bão khu vực vừa qua. Quy trình chỉ diễn ra trong 2 ngày. Quá trình này có phạm vi ảnh hưởng rộng, mưa to cục bộ kèm theo mưa, sét và gió giật mạnh xảy ra ở một số nơi. Mưa lớn chủ yếu xảy ra ở phía Tây Nam, Đông Bắc và Trung Tâm và Nam của lưu vực. Mưa lớn với lượng mưa hàng ngày trên 100mm chủ yếu xảy ra ở phía Tây Thành Đô, Bang Hông và Nam Trong, phía Đông Suning và Daiju ở phía Bắc của Luzon và phần phía Nam của thành phố Quảng An. Theo thống kê, tỉnh Tứ Xuyên có 932 trạm có lượng mưa từ 50-100mm và 208 trạm có lượng mưa trên 100mm. Lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại các tòa nhà ở quận Jinjiang, thành phố Luzhou là 238,2mm. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp, tỉnh Tứ Xuyên đã thống kê sơ bộ, trận mưa đã khiến hơn 60.000 người ở Thành Đô, Đức Dương, Tùy Ninh và các tỉnh thành phố khác bị ảnh hưởng. Hiện không có ai chết hoặc mất tích do thảm họa. Bộ Khẩn cấp đã tăng cường công tác an toàn mỏ, kiểm tra ngẫu nhiên 3.584 người tại 163 mỏ than trên địa bàn tỉnh, 2.810 người bị rút khỏi 62 mỏ than. Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh đã tham gia chữa cháy 43 trận và cứu được 28 người bị mắc kẹt. Tất cả các khu vực đều lấy lũ làm mệnh lệnh và tích cực ứng phó 6 thành phố và 85 quận huyện phát cảnh báo mưa bão. 2 thành phố và 17 hạt bắt đầu có lũ kiểm soát ứng phó khẩn cấp. 3 thành phố bao gồm Lạc Sơn, Nan Chong và Mây Sơn đã đầu tư 236 lực lượng cứu hộ với 396 người. Các thành phố, tỉnh đã cử 213.760 nhóm công tác, cử 686 đội cứu hộ khẩn cấp và 2.303 thị trấn và 73 chính quyền cấp quận, 1.031 sở, 3.088 cán bộ kiểm soát lũ lụt và 5.506 cán bộ thông tin thiên tai tại các khu vực có mưa kiểm tra tại chỗ và nhắc nhở việc thực hiện các nhiệm vụ trong công việc để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp được thực hiện. Theo tin tức từ Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Cát Lâm, lượng mưa tích lũy của tỉnh kể từ mùa lũ là 165mm, đứng đầu trong lịch sử các đợt mưa cùng thời kỳ. Lũ sớm, lũ lớn và trồng chất, trách nhiệm đầm nén, phòng thủ tiên tiến, ứng phó khoa học, công tác phòng chống lũ lụt được tiến hành có trật tự, đạt được mục tiêu không có thương vong. Cần tăng cường ứng trực khẩn cấp, thực hiện nghiêm túc chế độ trực 24/24 giờ và luôn theo dõi bản đồ đám mây, theo dõi điều kiện mưa và theo lệnh nguy hiểm. Làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, tổ chức cho hơn 20.000 cán bộ về thông tin thiên tai tại thị trấn, thôn, bản trên địa bàn tỉnh, phát hiện kịp thời tình hình thiên tai, phản hồi nhanh chóng, cấp phát kịp thời các vật dụng cứu trợ thiên tai như mền, chăn ga, gối đệm cho các đối tượng, kịp thời đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.